Ngày 25 tháng 8 trên quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, đội chống buôn lậu phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã phối hợp với đội quản lý thị trường số 5, cục quản lý thị trường Hưng Yên kiểm tra và phát hiện trên xe ô tô mang biển kiểm soát 15C31211 có vận chuyển hàng hóa nhập lậu do nước ngoài sản xuất. Qua kiểm tra, số hàng hóa vi phạm gồm 30.000 chiếc buji xe máy, 50 chiếc màn hình máy tính và 100 chiếc máy lau nhà do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe là Lý Văn Mạnh đã không xuất trình được đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa vận chuyển trên xe ô tô. Đồng thời, khai nhận số hàng trên là do Nguyễn Đăng Cường, sinh năm 1980, trú tại xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang làm chủ thuê vận chuyển. Hiện số hàng trên đang được cơ quan chức năng tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.